À, anh Thức, anh làm gì vậy? Đang làm mồi nhậu nè, chèo nhậu không? Làm cánh gà hả? Ê, cái này chị nướng ngóng ngon lắm nè. Trời ơi, cánh gà bữa chiều nay anh làm cái món cánh gà là rút xương chiên bột. Rút xương chiên bột hả? Chứ là không phải là thịt chiên bột hả? Thịt vậy mà thôi, cánh gà giờ ta rút xương ra nhìn nó ăn nó ngon hơn. Ủa mà anh rút thì sao? Sao vậy? Cái này là rút gỏi hay gì vậy? Đó em cầm lên thử ai. Ê, cái này rút gỏi hả? Thịt nè, không vậy trời, đã nè, vậy cánh gà rút không còn một miếng xương luôn thấy không nè, nó thịt đúng không rồi, luôn. Cái này thịt không luôn nè. Nè anh đang rút cái này nè đó. Nè để anh cắt ra cho em coi, rút mà nhìn đẹp đàng hoàng luôn, là rút mà không thấy dấu rút luôn á. Trời, cái món này là cái món gà rút xương rất là ngon luôn. Ý, không có một miếng thịt dính vô xương luôn kìa. Nè vậy? Nè anh rút xương ra nè, đây 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 là xương nè. Đó, đâu có thịt dính đâu, còn miếng xương nhỏ nữa. Ý, cái này dễ làm không chỉ em với ơi. Đơn giản mà đây. Cánh gà mình sẽ rút là một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái xương. Đó, toàn xương ra thấy không? Còn đúng thịt rồi, nha. Đúng rồi. Đây là cái cánh gà rút rồi. Đây, nhìn thấy không? Ồ, ngon đẹp không? Đẹp không? Rút từ xương nhỏ tới xương lớn qua xương này luôn. Vậy ha. Nè, không thấy lỗi gì hết trơn thấy không? Cái này là mình dùng cái công nghệ người ta gọi là phẫu thuật mà thẩm mỹ. Ghê vậy. Bây giờ em muốn rút không, để em chỉ cho mốt em là về Tết rồi nè, em làm cái món gà mà để rút xương. Đâu anh sẵn chỉ em luôn rồi. Cái này cái này rút đơn giản lắm thôi nè. Thì cái cách rút xương gà thì mình rất là đơn giản, mình nắm này nè, mình bẻ ngược lên cái. Bẻ ngược nè, cái rồi hả? Bẻ cho lội lên như nè. Ồ. Rồi nắm đây mình bẻ lội lên cái nữa. Đó, bẻ mà cảm giác cái xương nó gục lên kịch lên như nè. Đó. Rồi ở đây cũng vậy, mình bẻ lên cái nữa. Có lòi xương ra. Cái khớp xương đó đúng không? Cái khớp xương đó. Hiểu rồi. Xong mình lấy cái dao nè, mình cắt nhẹ ngay chỗ này là mình bỉnh xuống đây xuống nè. Mình bỉnh xuống mình cắt nhẹ cái. Cắt nhẹ cái. Rồi mình bóp như nè là cho nó lú cái xương ra. Đó, thấy không? Thấy lú cái xương ra không? Đúng rồi. Anh xay cái gì? Mình rút ra mình nắm mình xay. Rồi xay chừng hai vòng như nè, cái mình rút nó ra. Đó. Đây cũng vậy mình nắm mình xay. Wow. Đó, rút nó ra. Hay quá. Đây không thấy, nhìn cái lỗ nó nhỏ xíu không? Nhưng mà ra trên xương. Còn cái này thì nó hơi khó hơn nha. Cái chỗ cánh nhỏ thì hơi khó, mình cũng lấy dao mình gạch dạng đường cho nó lú ra đây. Mình lấy, mình đè nó xuống đây. Đè cái thịt nó xuống hả? Đúng rồi, cho nó lú ra như nè. Đây, mình thấy không? Đó, xong mình lấy cái tay á, là mình từ cây thấy không? Mình đè ở đây. Đè cái cây. Rút ra. Bẻ ngược lại phải không? Đúng rồi, bẻ ngược lại. Đây cây này nè, bẻ. Đơn giản quá ta. Rút ra là hết cái xương này, còn cái xương này. Cái này sao luôn? Chỉ còn xương này, cái xương này á thì mình bẻ gì không có được. Mình lấy dao á mình gấp từ từ xuống nè. Chỗ cái thịt nó. Đúng rồi, tại vì cái thịt này á là nó rất là khó. Hiểu rồi, tại nó dính thịt nhiều mà. Mình gấp từ từ xuống. Wow. Đơn giản mà. Để chút xíu anh chỉ cho em kỹ lại. Mốt đại gia đình á mà Tết ra á mà có ăn gà mà ăn cánh gà thì làm theo kiểu mình nè. Ăn rất là ngon. Trời ơi, cháu mấy thằng cháu em ở nhà kìa, làm gì dễ ăn hơn nè, khỏi gỡ xương còn, gì đâu. Còn cái này nè mới quan trọng nè nha. Đây nè. Đấy em nắm như nè, em đưa ra một khúc em nắm em tuốt lên. Tuốt lên ha. Tuốt cho mạnh lên nha. Wow. Đó, nè tuốt nó lặn ngược lên thấy không? Nè thấy ngay chỗ này không? Đó, em lấy dao em cắt cây chỗ này ra. Vậy thôi ha, tuốt nó cái cắt ra ha. Nhưng đúng mà rồi. Làm gì đẹp nè, còn nguyên cái cánh người ta. Trời ơi, còn nguyên luôn, đâu có mất cái gì đâu. Dữ dằn. Tuốt xong em cắt cái này ra nè. Cái dao này nó hơi lục. Kiếm dao bén bén á. Dễ đó, làm nha. Nó rút ra. Đây, nó vậy nè, cái mình nắm mình tuốt ngược lại. Vậy đó, nè em cầm cánh gà. Đúng rồi. Thấy không? Wow. Tìm chưa? Ta ngon. Ý quá anh. Chiên cái ăn hết trơn thịt luôn à. Đúng rồi, cứ cắn ngang ăn, cắn ngang ăn. Đơn giản không? Đơn giản. Đó, mà nào bây giờ em nhìn kỹ lại nha, để anh chỉ cho em thêm một quận nữa nha. Công phu quá ta. Công phu gì mình làm cái gì ăn á, mình phải làm cho nó gọn và thứ hai nó rất đẹp. Chỉ đại đình nha, đại đình mốt Tết mình làm nè, mình nắm nè. Nè mình nắm hai đầu đây nè. Đây. Mình nắm mình bẻ ngược lên. Bẻ ngược lên. Là ghe nó gãy cụp nó lội ngược rồi nè, phải không? Đúng rồi. Đây mình nắm bẻ lên luôn. Nó gãy luôn. Rồi đây á thì mình cũng nắm mình bẻ lên luôn cho nó gãy hết ba cái. Cho nó gãy khớp ra. Cho nó gãy khớp ra. Thì mình rẽ bẻ cái mình nắm cái nè, lấy hai ngón tay mình nắm ngay đây lại. Chịu lại cắt cái đó cho nó bung ra. Đặng cho cắt ngay nè thì cái lỗ nó mới nhỏ. Mình chỉ cần cắt lỗ nhỏ thôi là nó bung ra hết trơn à. Hay đó, mình nắm đây mình tuốt xuống, thấy lòi hai cái xương ra không? Thấy rồi. Đây mình nắm cái anh xương xay. Nè, mình xay. Là anh xay. Mình nắm đây nè, tại vì ngay chỗ này nó có chiều nè. Mình nắm mình xay, mình rút ra. Nó
nó có dính thịt ha. Nó là nó không dính thịt, còn mình không xay mình rút ra thì dính thịt nha. Vậy ha, cái này cũng vậy nè. Cái này cũng phải có kinh nghiệm ha. Đó, xay lỡ ra xay nhẹ cái là ra cái cục gân á, là nó dính lại trong đây luôn nha. Cái cục gân không ra ra cái là cục xương, cái phần mình bỏ thôi. Đó, đây cũng vậy nè, nó lú lên cái mình cắt nhẹ cái này thì mình không có xay đó. Bé mình đưa xuống rồi. Đưa xuống cái nhớ cái chiều cánh gà là mình cắt cái chiều trong nha, dụ là mình đưa chiều trong này chứ không phải đưa về chiều ngoài nha. Đúng rồi. Đó, chiều trong nó mới lú xương nhưng mà đó, nhìn đẹp hơn. Nắm đây nè, là nắm cái xương nè, mình lấy bẻ cái xương ra đây. Nắm cây xương bẻ ra. Ta chịu cái ngón tay nè, nắm cái này lại, chịu đây lại nè. Đó, nắm cây xương bẻ ra. Đơn giản. Có đơn giản không? Còn cái này thì lấy cái dao. Cái này thì mình lấy cái tay mình tuốt kia nè, mình cắt vòng 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 nè. Vòng vòng cái cục đầu á, chỗ nào có thịt á mình cắt ra cho nó tuốt xuống. Wow. Tại vì anh vừa nói vừa chỉ á thì nó hơi lâu chứ 1 ký cánh gà anh làm chừng chút xíu rồi ơi. Cái này 1 ký không? Ký đó. Nhanh dữ trời. Đây đây. Sau khi mình cắt cái đầu ra cái mình nắm cái tay nè. Đây đây mình nắm ôm cái cánh gà mình tuốt. Tuốt xuống nè. Đây tuốt tuốt nè, tuốt tuốt nè, tuốt từ 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 xuống. Thấy không? Đúng đó, lầu nguyên cái xương ra nè. Đây, mình bẻ cái xương ngang như nè, mình lấy tay mình cắt cái này nè. Mình lạng cái đó nha. Mình lạng ngay chỗ khớp ra nè. Cũng được. Ở nhà ai mà có con nít á mà làm cái này thì con nít nó dễ. Đó, cái mình nắm cái cánh này mà kéo lại. Đó, nguyên cái cánh gà rút hết trơn xương luôn. Đúng rồi. Thế này là thấy đơn giản không? Còn thịt không? Còn thịt không? Cái mình thí dụ mình cắt mình kho hoặc gì đó, nhà mình có nít á, hoặc là cái này mình biết làm cái gì không? Làm cái món mà cánh gà chiên bột. Đúng rồi. Ăn rất là ngon luôn. Ăn thịt rất là đơn giản, chỉ là một cái thủ thuật chút xíu thôi, nhưng mình mà làm cái cánh gà mình nhìn rất là ngon, rất là đẹp. Đúng rồi. Hoặc là mình muốn rút xương giữa không, không giúp hương đầu cũng được. Vậy ha. Đây nè, nắm đây nè, bẻ này lên, lặn lên. Nghe cái rụp là biết rồi. Bẻ ngay đây, cụp, lặn lên. Okay. Đó, bẻ ngay đây cái cụp lặn lên, bẻ trước nha, chứ không phải là mình làm tới đâu mình bẻ tới đó. Vậy ha. Nó không hay bằng. Đó, xong mình đây lấy dao cắt cắt mặt đường bung ra. Đó, nó bung ra nắm đè xuống cái xay. Nắm đài xay xay chừng nào ra thôi. Không xay nhẹ xèo đó, xay chừng 2-3 vòng rồi đó, cái mình nắm rút ra. Hay trời, ông này nhiều cái có cái bí quyết. Ra cái này nè, cũng vậy nè, xay cũng rút ra. Cái chân gà gì đó bữa anh chỉ em làm á, trời trời em... Đơn giản không? Đơn giản. Bởi vì nhiều cái mà mẹo trên đời á, mà nhiều cái mà nó hay lắm luôn, tại mình không biết thôi. Thôi nè, nắm bẻ xuống. Đã nè. Nói chung nửa ký, 1 ký cánh gà mình làm chừng khoảng 15 phút là rồi. Mình ăn nó rất là ngon. Đãi khách này nọ đó, trời người ta nhìn người ta không khoái lại lắm sao. Mấy đứa nhỏ chứ còn mấy đứa nhỏ nha. Khoái cánh gà vừa gì. Mấy đứa nhỏ thì Tết thường thường nó ăn cái này, cái bánh trái nó ngán á. Mỗi đứa mà đưa một cái cánh gà ha, cầm ha. Tại vì em biết là cánh gà mà có xương á thì thường thường nó ăn nó bị bá dính vô xương á. Nó có ngon. Đợi định thấy mà cái clip mình á có hay có quất á thì nhớ bấm like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Hoặc là biết thêm một cái cách nào rút cánh gà mới hay hơn á thì nhớ comment bên dưới giùm mình với. Tại vì mình thấy cái cách này á thì là nó hay nhất. Thường thường mấy người thợ nấu á ta hay làm cái kiểu này nè. Tại mình cũng hay đi đám rồi đó, rồi mình học hỏi người ta. Rút cái xương này xuống. Đó. Mình vừa làm mình vừa nói chuyện như là nó không có được nhanh. Đây, mình rút cái xương này xuống. Đó, mình cắt ngay ở chỗ mà cái khớp này ra nè. Đây, nó đưa cái khớp ra nè. Hoặc là mình mạnh tay, mình nắm mình xay luôn cũng được. Nhưng mà cắt ra đi cho nó an toàn. Đó. Hay quá. Đó. Xong. Đấy chưa? Đây cánh gà còn nguyên, thấy không? Em thích gì nè? Đó, một dĩa cánh gà rút xương ha. Thôi, còn, đừng có để xương gì chứ. Còn lại đừng thấy không nè, đây là một cái thao xương nè ha. Nó đâu có còn thịt còn gì đâu nè. Đúng rồi, đúng rồi. Xương toàn lỏng, mấy cái này đâu ăn được đâu. Thôi thịt đi, em thấy thịt ngon nè. Đây chặt ra kho xa ớt cũng ngon nữa. Rồi đó, để mình đem vô mình chiên chiên bột rồi, mua bia đi rồi nhậu nha. Mua bia hả? Tiền